Lâu nơi tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nơi tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những ước tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa. Đất đỏ, bạn sẽ bắt gặp hồ tràm mà còn được người dân gọi bằng một cái tên quen thuộc là đập tràm. Hầu như Đồng Nai không có ao hồ tự nhiên mà chỉ có hơn 3.000 hecta đầm lầy tập trung ở phía bắc hồ Tân Phú, quanh năm ngập nước, chưa được khai thác đúng mức. Chính vì thế, hồ tràm được xây dựng nhằm để ngăn lũ và tưới tiêu đồng ruộng. Từ lá kè, sàn nhà được làm bằng gỗ tre, được thiết kế bởi những già làng, mô phỏng theo đúng nhà truyền thống của người dân Châu Mạ, tọa lạc trên một quả đồi nhỏ và có hướng nhìn ra hồ nước trong xanh. Nhà dài Tà Lài được thành lập thông qua các công trình quốc gia về phát triển du lịch sinh thái, xung quanh các khu bảo tồn ở Việt Nam và thông qua các quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên Đan Mạch và quỹ quốc tế thiên nhiên Việt Nam. Nhà dài là một dự án nhằm phát triển văn hóa cộng đồng, giúp hỗ trợ và cải thiện đời sống của người dân địa phương bằng cách xây dựng các quỹ phát triển cộng đồng. Số tiền du khách lưu trú tại nơi đây sẽ được đóng góp cho quỹ hàng tháng. Quỹ này sẽ hỗ trợ cộng đồng, các dân tộc và các hộ gia đình. Đây là gian nhà chung. Ở giữa khuôn viên là một dãy bàn dài. Đây là nơi giao lưu của người dân bản địa và các du khách. Ngoài ra, nếu du khách muốn thưởng thức ẩm thực nơi đây thì phải đặt trước cho đầu bếp có thời gian chuẩn bị. Thường món đặc sắc đãi khách là một ống cơm lam nóng hổi, thơm phức, có một mùi thơm đặc trưng của núi rừng. Bên tay trái mình các bạn có thể thấy là quầy lưu niệm để du khách có thể mua những cái hàng thủ công về. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tấm vải dệt truyền thống của người dân Châu Mạ. Phụ nữ Châu Mạ sử dụng loại khung dệt hết sức thô sơ. Theo truyền thống, người Châu Mạ tự trồng bông, xe sợi và nhuộm bằng các chất liệu tự nhiên để đưa ra sản phẩm tốt nhất để phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, còn có những sản phẩm như vòng tay thổ cẩm, hết sức đẹp mắt và những gói cà phê thơm phức được vun trồng và đóng gói chính tại nơi đây. Tất cả đều sẽ là những món quà phương xa khó quên khi bạn mang gửi tặng cho những người thân, gia đình và bạn bè. Các bạn
có thể thấy đây là một không gian rất là rộng và thoải mái. Thì buổi tối chúng ta sẽ có thể đốt lửa trại nơi đây và có những lễ hội múa cồng chiêng của người dân bản mạng ở đây. Bạn có thể hiểu được phong tục tập quán của người dân tộc Châu Mạ, Tày, Stiên thông qua một chuyến trải nghiệm tại Tà Lài. Những hoạt động mà chỉ có ở vùng cao, nơi tồn tại các lễ hội truyền thống lâu đời. Du khách Tây hay chính anh em cùng dân tộc cũng không đổi thích thú bởi những không khí nhộn nhịp, lễ hội cồng chiêng, đốt lửa trại, chơi các trò chơi dân gian. Sau khi tham quan nhà dài, đi một cây số nữa, chúng ta sẽ bắt gặp được một vườn cacao. Thì tại nơi đây các bạn có thể thưởng thức được những món ăn ngon đặc trưng của vùng đất này. Và đặc biệt là trên tay mình một ly cacao đá. Thì ngoài cacao đá còn có cacao nóng, cacao sữa vân vân. Thì điều đặc biệt ở đó là nó được chiết xuất từ trái cacao tươi. Đã theo dõi clip của chúng em và chuyến tham quan của chúng em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào mọi người. Chúc mừng ngày đi.